Hello, xin chào mọi người. Anh Minasan có mau ạ. Các bạn có nhớ là hôm nay chúng ta sẽ học về gì không ạ? Vẫn là chiến lược làm bài, mẹo làm bài, kỹ thuật làm bài. Nhưng nó là gì ạ? Nó là đọc hiểu. Và đọc hiểu gì? Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về lớp Online VIP 15. Chương trình học là từ 55 đến 58 buổi học trực tiếp qua Zoom. Trực tiếp qua Zoom nhé, tối đa 17 bạn. Cấp độ từ N5, N1, cấp độ nào cũng có. Hàng tháng, hàng tuần đều có lớp khai giảng. Giáo viên thì đều là giáo viên của trung tâm. Đều là những giáo viên được yêu thích. Thời gian học là từ 7 giờ đến 9 giờ Việt Nam hoặc 9 giờ đến 11 giờ Nhật Bản, 246 hoặc lớp học 357. Đó, học trực tiếp của giáo viên này, tất cả buổi học đều có test đầu giờ này, các bạn học đầy đủ kiến thức kỹ năng và rất là nhiều mẹo làm bài. Và ngoài ra thì còn được hỗ trợ khả năng cái ba nữa. Nếu không đỗ sẽ được học lại miễn phí. Và ngoài ra còn có rất là nhiều quà tặng cho các bạn nếu các bạn đăng ký thời điểm này. Đó là khóa học online trị giá 2.400.000 và tuyển tập các đề thi JAVI cho các năm. Ok. Nếu bạn nào đang thi N2 thì nếu chúng ta đỗ N2 chúng ta học lên N1 thì có lớp của cô Thanh và cô Hiền. Đó. Lớp này là lớp VIP 500 và khai giảng vào năm sau, 24 tháng 2 cơ. Đó. Rồi. Ok chưa? Hôm nay chúng ta học gì nào? Lớp mình ơi, hôm nay chúng ta học về cái này đây. Ý kiến khách quan. Có bạn nào nhớ là thứ 6 tuần trước chúng ta nói về ý kiến chủ quan, điều tác giả muốn nói nhất, tác giả nghĩ thế nào về cái này, đâu là suy nghĩ giống với suy nghĩ của tác giả chưa? Rồi đúng không? Thế bây giờ khách quan, thế những câu hỏi nó không hỏi liên quan đến ông tác giả ông nghĩ gì, ông ấy nói gì, ông ấy nghĩ gì, ông ấy muốn nói cái gì đúng không? Thì làm như thế nào? Nó có những dạng kiểu gì? Chúng ta cùng nhau luyện nhá và xem ở đấy thì chúng ta cần phải chú ý làm như thế nào, có những mẹo gì ở đó nhá. Rồi, ok chưa? Hôm nay có cả tất cả những ví dụ, tất cả các trình độ N3, N2, N1 đều có hết. Nó là dạng bài đưa ra thông tin, câu chuyện, sự việc, hiện tượng hoặc những kiến thức khách quan khoa học, lịch sử, địa lý. Chứ nó không nói chỉ về một cái suy nghĩ gì đó, ý kiến nào đó chủ quan của tác giả. Và câu hỏi thường sẽ là về từ khóa, về câu chủ đề, hỏi về tại sao nó lại thế này, làm thế này thì kết quả của nó là sao, lý do của nó là gì, nguyên nhân của nó ra sao, đúng không ạ? Đấy, hoặc hỏi về lý do giải thích ý nghĩa của chỉ thị từ, từ gạch chân. Từ gạch chân là cái từ người ta gạch chân. Chỉ thị từ nó là gì ạ? Cô đê, số đê, á đê, đố nộ, đúng không? Rồi, tóm lại một câu rất quan trọng ở đây. Đó là hãy với dạng bài này nhá, với những dạng không phải là dạng ý kiến chủ quan tác giả mà người ta hỏi những cái khách quan, thì hãy đọc kỹ câu quan trọng. Đấy. Hãy đọc kỹ những câu quan trọng. Nếu bây giờ các bạn còn hỏi là thế câu quan trọng là câu gì, thì hãy... thì các bạn là những người mà không xem những livestream buổi trước đúng không ạ? Xem lại đi. Câu quan trọng là câu chứa những keyword, đúng không ạ? Tìm keyword và soi vào trong bài xem đâu là những phần có thể đọc lướt, đâu là phần cực kỳ quan trọng chứa đáp án. Đó là câu quan trọng. Với bài này thì phải đọc kỹ câu quan trọng, bởi vì những bài này các bạn sẽ dễ hiểu nhầm, đúng không ạ? Rồi đọc kỹ câu hỏi. Đương nhiên dù nó là dạng nào thì cái câu hỏi đều là những phần chúng ta phải đọc kỹ rồi. Nhưng đối với những dạng này chúng ta càng phải đọc kỹ hơn, càng phải đọc kỹ hơn các bạn nhé. Thế thì bây giờ câu chuyện đó là gì ạ? Với những dạng này phải đọc kỹ câu hỏi. Thế thì hôm thứ hai đúng không ạ? Hôm qua và hôm thứ sáu tuần trước mình đã nói về cách tác giả tạo nên một đáp án đúng. Vậy chúng ta biết là biết cách nhận biết đáp án đúng rồi, đúng không? Chúng ta biết cách nhận biết đáp án đúng rồi, nhưng đôi khi nó lại không dễ đến mức là nhìn phát biết đáp án đúng luôn, đúng không ạ? Chúng ta phải dùng phương pháp loại trừ, hoặc là ok, hình như là A đúng, nhưng mình để chắc chắn A đúng mình phải biết xem B, C, D tại sao nó sai, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải học thêm một thứ nữa. Đó là cách tác giả tạo ra đáp án sai nhá. Đây cái chữ này nó bị đấy, đây là cách tác giả tạo ra đáp án sai. Đó. Có bạn nào đã từng nghĩ là thế tại sao nó lại cái kiểu sai nó hay lặp lại không nhỉ? Hay các bạn nào mà cứ mỗi khi làm xong một bài đọc hiểu thì tự viết ra một tờ giấy là mình hôm nay sai bài này vì gì? Và các bạn thử làm cái thói quen đấy xem, mình xưa mình làm và nó rất là hiệu quả. Cứ làm xong khoảng 4 năm đề là nhận ra là những cái lỗi sai của mình nó lặp đi lặp lại. Mình hay sai ở những câu nói quá. Mình hay sai ở những câu là gì ạ? Ở những câu là nó đúng hết, nó chỉ có một từ sai thôi. Mình đọc không kỹ. Đó. Các bạn có bao giờ viết lại là lý do tại sao mình sai đọc hiểu không? Nếu mà chưa thì các bạn hãy thử áp dụng cái thói quen đấy, nó cực kỳ hiệu quả, kể cả ngay từ bây giờ. Thế thì mình đã tự tổng hợp lại cho các bạn 4
cách tác giả tạo ra đáp án sai, hay nói cách khác là bốn cách nhận biết những đáp án sai. Vậy chúng ta cùng nhau xem nhé. Thứ nhất là đáp án nói quá. Thế nào là nói quá? Ok, bài nó nói là gì? Bài nó nói là xe điện tốt hơn xe xăng chẳng hạn. Đáp án là gì ạ? Không nên đi xe xăng. Theo các bạn nó có đúng không? Không đúng. Vì sao? Người ta chỉ bảo là thằng này nó không tốt ở đây, nó không tốt ở đây. Nhưng người ta không nói đến mức là gì ạ? Không nên đi, cấm đi, đừng đi. Kiểu như vậy. Đây là kiểu loại rất là hay rơi vào những đáp án nói quá này. Hoặc người ta bảo là thầy Nghĩa tặng hoa bạn A. Đáp án là gì ạ? Thầy Nghĩa yêu bạn A. Không phải. Ý suy nghĩ. Tại sao nó lại hay sai? Bởi vì nó vẫn theo một cái hướng. Đấy, các bạn cứ tưởng là hình như là người ta nói là xe xăng không tốt, cho nên là thế thì tự mình suy ra là không nên đi xe xăng. Không được. Không được tự suy nhá, đúng không? Nhưng dạ, cái loại sai này thường hay rơi vào những bài mà ý kiến chủ quan cơ. Nó không rơi vào những cái bài mà hôm nay chúng ta học. Nhưng cái lý thuyết này nó không chỉ áp dụng cho buổi hôm nay, mà là lý thuyết chúng ta sẽ áp dụng cho tất cả các bài đọc hiểu nói chung nhá. Ngoài ra buổi sau chúng ta học về Châu Bưng đoạn văn dài cũng cực kỳ áp dụng rất nhiều kiến thức này, các bạn nhớ nhá. Thứ hai là gì ạ? Nó đúng vế đầu. Có hai vế đúng không? Vế đầu đúng, đúng, đúng y nguyên, đúng, nó rất đúng luôn. Nhưng vế sau nó sai. Nhưng không sai cả vế, thỉnh thoảng nó sai đúng một cái từ thôi. Nó sai đúng một cái từ thôi. Đấy. Thế thì làm sao để giải quyết cái vấn đề này? Thì đương nhiên, vừa nãy mình nói đó là chúng ta đọc kỹ từng câu một. Bài thì có thể chọn ra phần đọc kỹ, phần đọc lướt. Nhưng câu đáp án là phải đặt cái phần đọc thật kỹ từng câu một. Ngoài ra chúng ta áp dụng phương pháp là gì ạ? Sai đâu gạch đó. Các bạn để ý mình làm luôn luôn là gì ạ? Sai đâu gạch đó nhá. Cho nên nếu mà làm như thế chúng ta sẽ rất là trực quan và không bị mắc cái bẫy này. Thứ ba này, đáp án có rất nhiều keyword quan trọng nhưng mà dịch lên thì sai. Để nó đánh vào ai ạ? Nó làm vậy để nó lừa những anh lời dịch. Lời dịch. Dịch lên sai. Tại sao nó đánh lừa những anh lời dịch? Bởi vì nó biết 80% học sinh của chúng ta lời dịch. Không muốn dịch, chỉ muốn nhìn lướt lướt xong đoán. Người ta bắt top rồi. Người ta ra đề mấy chục năm đúng không ạ? Người ta bắt top rồi. Vì vậy để không bị bắt top, để không bị sai bởi những câu như vậy, thì đặc biệt những phần đáp án chúng ta phải dịch cực kỳ cẩn thận. Dịch cực kỳ cẩn thận nhé. Bởi vì đây là một cách ra đáp án sai mà. Nhé. Thứ tư là gì? Đáp án không nói trong bài. Vì vậy chọn đáp án nào cũng cần có căn cứ, đúng không ạ? Gạch đáp án nào cũng cần có căn cứ. Cái đáp án 4 này, cái cách làm ra đáp án sai số 4 này thì là cái chúng ta vẫn biết rồi, nhưng cái 1 2 3 là những cái lừa chúng ta cần phải nhớ nhé. Và cái này những buổi sau mình cũng sẽ đưa thêm những ví dụ cho các bạn thấy là nó nguy hiểm đến như nào. Rồi. Nhưng ngược lại chúng ta biết là cách người ta tạo đáp án sai thì chúng ta sẽ đỡ bị vấp phải những cái lỗi sai đó. Ok, đầu tiên chúng ta đi vào GPT N3, làm thử một bài N3 nhé. Bài Tan Bưng tháng 7 năm 2022 của trình độ N3. Bạn nào lần đầu tiên xem hoặc là lần thứ hai, lần thứ ba xem mà cảm thấy nó thú vị, nó có ích thì hãy ấn giúp mình một like nhá. Để xem buổi sau có livestream có bật mí thêm những cái mẹo, những kiến thức làm bài cho các bạn không nhá. Nào. Chúng ta xem ra mấy nào. Với một bài như thế này. Ok. Rồi, người ta hỏi này. Đây có dấu phẩy nhá. Trong bài có từ là gì? Igaina service. Cái dịch vụ mà mọi người ít ngờ tới, ít người biết đến đúng không ạ? Thì đó là dịch vụ như thế nào? Đúng không? Đó là dịch vụ gì? Là dịch vụ gì đối với những người sống một mình, những người già và gia đình của họ? Dịch vụ gì đối với những người sống một mình, những người già và gia đình của họ? Rồi, thế thì ở đây chúng ta thấy này, ureshi service là đây. Vậy đằng trước nó sẽ là những câu quan trọng, đúng không ạ? Dịch vụ đó là một dịch vụ rất rất vui, thì nó sẽ rất giúp ích cho tôi, hay rất giúp ích cho những người sử dụng, đúng không? Vậy xem nó là gì? Nó sẽ thì đương nhiên những cái câu quan trọng nhất và những câu nói về cái dịch vụ này nó sẽ chính là cái câu này hoặc là cái câu liền trước câu này thôi, đúng không? Nó là gì ạ? Hitori urashi o shiteru otoshiyori to sono kazoku no anshin no tame yūmin kyokuin ga otoshiyori no ie o hōmon suru. Đấy. Tức là gì ạ? Làm gì vì ai, đúng không? Những người nhân viên bưu điện sẽ đến nhà của những người già để làm gì? Phục vụ mục đích
cho chính những người già đang sống một mình và gia đình của họ cảm thấy yên tâm. Vì sự an tâm của gia đình của họ, đúng không? Vì sự an tâm của họ và gia đình, tức là gì ạ? Để cho họ yên tâm. Thì những người giao báo, giao sách, giao thư này, ngoài việc giao, họ sẽ còn đến nhà những người già sống một mình để thăm hỏi, để tiếng Nhật nó có từ anpi kakunin, tức là xác nhận xem có an toàn hay không, đúng không? Đó. Ngoài ra sao? Sono toki no otoshiyori no yousu o email de kazoku ni oshiete kureru no da. Đó. Thế và, đúng không? Động từ dịch trước nào? Không có chủ ngữ thì động từ dịch trước, mà thực ra động từ đây nó chính là gì ạ? Nó tính chính ở đây. Nó à, chủ ngữ lấy chủ ngữ ở câu ngay câu trước. Những người nhân viên bưu điện sẽ sao? Sẽ thông báo cái thông báo cái gì đây, đúng không ạ? Thông báo cái tình hình khi đó của những người già cho gia đình của họ thông qua email. Ok chưa? Và ý là gì ạ? Đây là một dịch vụ rất là tốt, rất là tiện lợi, rất là vui sướng đối với những người không thể đi thăm bố mẹ của mình. Ok chưa? Vậy dịch vụ này nó có hai cái. Thứ nhất là đến thăm, và thứ hai là thông báo qua mail. Rồi. Đâu đang bảo đúng nhỉ? Ở đây chúng ta nhìn câu 1 này. Người ta bảo là vận chuyển hàng hóa, vận chuyển đồ đạc đến nhà người già vào trong thời điểm chỉ định của gia đình. Có phải không? Không hề nhá, không hề nhá. Không hề. Đây cũng là một loại nó hơi na ná với cái vừa nãy mình nói đấy. Nó đều là những cái cụm từ quan trọng. Ở nào là người già này, nào là gia đình này, đấy, nào là vận chuyển này. Nhưng mà dịch lên thì có đúng không? Không. Không phải nhá, đúng không? Câu số 2 là gì? Đến thăm người già, đúng rồi, được một bước đúng. Thứ hai là gì ạ? Liên lạc, thông báo cái tình hình của người già đó cho gia đình thông qua email. Đúng rồi, quá chuẩn luôn. Để tích ở đây đã. Số 3 là gì ạ? Luôn luôn các bạn để ý nhá, mình luôn luôn có thói quen là mình cứ tích ở đây. Kể cả mình thấy đúng lắm thì mình cũng chỉ tích ở đây thôi. Bởi vì nhỡ đâu 3, 4 là đúng hơn thì sao? Không biết được, đúng không? Nhận thư, cần quyền nhận email từ gia đình, đúng không? Những người nhân viên bưu điện nhận email từ gia đình, in ra và đưa cho những người già. Các bạn có thấy không? Gia đình này, email này, yubin kyokin này, rồi là otoshiyori này, có phải là toàn từ quan trọng nó nằm đây không? Nhưng mà dịch lên, các bạn dịch đúng xem, nó sai hoàn toàn. Không có nói tí nào trong bài in cái tờ email ra xong lại đưa cho gia đình, không phải, đúng không? Số 4 là gì ạ? Dẫn, sureteiku, đúng không? Dẫn những người già đến nơi gia đình của họ là những người thân mà bình thường họ không thể gặp được. Không có dẫn đi ở đây. Xài ở đâu gạch ở đấy nhá. Xài ở đâu gạch ở đấy. Xài ở đâu gạch ở đấy. Đúng ạ. Vậy 2 là đáp án chính xác của chúng ta. Ok. Rồi ngoài ra phần trên thì người ta nói là gì ạ? Khi mà nghe đến bưu điện thì cái thứ mà mọi người sẽ nhớ đến, nghĩ đến là việc vận chuyển đồ đạc, vận chuyển thư. Tuy nhiên, mọi người liệu có biết có một cái dịch vụ mà igai, tức là gì ạ? Mọi người không biết hoặc mọi người cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên ấy, như thế này hay không? Và đằng sau người ta gì ạ? Giải thích về cái dịch vụ đó là phần chúng ta vừa dịch, đúng không? Hãy. Rồi, nào, các anh tài N2 đâu? Minasan no deban desu yo. Deban là gì? Đây là lúc các bạn xuất hiện đây. Đây là đến lượt của các bạn rồi đây. N2 tháng 12 năm 2020. Nào chúng ta xem có một bài gì. Thậm chí bài này các bạn N3 nếu mà áp dụng pháp có khi làm được, đúng không? Này chúng ta xem nào. Bài về con chó à? Ok, các bạn đã trả lời đáp án rồi đúng không ạ? Nào, vậy bây giờ chúng ta xem. Câu hỏi là một câu hỏi tại sao? Hỏi lý do đúng không ạ? À, quen quá nhờ. Người ta hỏi tại sao lại sinh ra cái gap bự. Gap bự bạn đã biết tiếng Anh nó là gì ạ? Cái khoảng cách. Cái khoảng cách. Generation gap, khoảng cách giữa các thế hệ, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, khoảng cách giữa cái gì với cái gì đó, gap, đúng không ạ? Ngoài ra nó có nghĩa là sự khác nhau giữa cái gì đó, đúng không? Khoảng cách, sự khác nhau giữa, đúng không? Rồi, tại sao lại sinh ra cái gap đó? Thì gap nằm ở đâu ạ? Đây. Và đây chúng ta để ý thì có một từ này, sono kekka. Nhiều bạn đã thấy từ này từ bình thường, nhưng thực ra sono kekka nó chính bằng với cả dakara. Dakara nó từ gần nghĩa
kết quả của việc đó là tức là gì? Chính vì thế. Nếu mà trong những bài tìm lý do mà có số nô kịch ạ, thì cái phần đằng trước này sẽ là phần khả năng rất rất cao chứa đáp án, chứa lý do, đúng không ạ? Chứa câu trả lời cái câu hỏi naze doste liu ạ, đúng không? Rồi, thế chúng ta đọc từ đây đi, từ con chó đến đây xem mà nói như thế nào. Đấy, thực ra thì đọc từ đây đến đây cũng gần như là đọc cả bài gì nữa, đúng không ạ? Nhiều bạn cứ bảo là đọc ít thế, đâu vẫn đọc đầy đủ đúng không? Chẳng qua là nhìn kỹ xem, tập trung xem, nhìn thật kỹ xem là cái phần đọc chính của chúng ta nằm ở đâu, đúng không ạ? Con chó thì nó sẽ cảm thấy niềm vui ở việc vận động như bản năng của nó. Đó. Bản năng là gì? Bạn nào không biết từ bản, chữ bản với chữ năng thôi đúng không? Không biết bản năng là gì đây? Nó bảo là những cái tính chất mà bẩm sinh vốn có. Nào là đi tìm thức ăn, emono thức ăn đúng không ạ? Rồi là hoặc là con mồi, cái gì là con mồi. Rồi lại đuổi theo ai đó, đuổi theo cái gì đó, rồi mang cái gì đó về. Đó, đây đều là những hành động mang tính biểu tượng của cái gì? Sono ở đây chính là gì ạ? Homo đây này. Nó là biểu tượng của bản năng loài chó. Đó là đi tìm thức ăn, tìm con mồi, đuổi cái gì đó và mang cái gì đó về. Đó. Tuy nhiên, ghép bự đúng không ạ? Ghép bự là sự khác nhau. Thì đã khác nhau phải có hai đối tượng so sánh đúng không? Đây là bản năng con chó. Thế trong một cái đối tượng còn lại thì sao? Tuy nhiên, ở trong xã hội loài người hiện nay, đó, trong xã hội loài người tức là gì ạ? Khi nó sống với con người hiện nay, thì những hành động như thế này, thì sao ạ? Hotondo shitsuyo naku natte shimaimashita. Hầu như đã trở nên không cần thiết nữa. Đồ ăn thì có sẵn rồi. Bây giờ con chó đi, nó đi tìm con mồi à? Trái cho, thậm chí nó bị dọa mõm đúng không ạ? Đó, thì những cái hay là đuổi ai đó, thậm chí là con cấm đúng không ạ? Thì tất cả những cái đấy sao? Đều hầu như đúng không? Hầu như đều đã trở thành những hành động không cần thiết ở trong xã hội loài người hiện nay. Ok chưa? Đây chính là lý do. Đây chính là lý do rồi. Đó. Và khi các bạn chọn đọc kỹ này, bốn đáp án ở đây, thì chúng ta phải chú ý kỹ cái câu vừa rồi. Đúng không ạ? Đọc tiếp này. Chính vì thế thì sao? Giữa cái việc mà con chó nó muốn làm, đọc kỹ. Bởi vì ngay từ ban đầu mình bảo phải đọc kỹ những phần quan trọng đúng không? Những việc con chó muốn làm và những việc mà người nuôi sasetai, tức là gì ạ? Muốn nó làm sẽ khác nhau. Các bạn là nuôi chó nuôi mèo ạ. Những cái thứ mà chúng ta muốn con chó nó làm là gì ạ? Đi bộ, nhảy vào lòng chúng ta, ôm chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà bản năng của nó là gì ạ? Đi săn mồi chẳng hạn. Chạy thật nhanh, chạy lòng vòng ngoài đường. Hay là đi với con cái đúng không? Đi với con cái ở nhà khác, đi linh tinh đúng không? Nhưng mà chúng ta không muốn như thế. Vậy là những thứ mà người nuôi muốn nó làm và những thứ mà nó muốn làm về mặt bản năng khác nhau. Đây là cái khoảng cách mà tác giả muốn đề cập đây này. Thế mới sinh ra cái gap bự, cái khoảng cách, cái sự khác nhau. Thì đơn giản là tại sao lại sinh ra như thế? Thứ nhất này, bởi vì cái tính chất mà con chó đấy bẩm sinh, nói khác chính là bản năng đúng không ạ? Bản năng của nó đã thay đổi sao cho phù hợp với xã hội loài người. Có bạn nào chọn một không? Không đúng không? Ừ đúng rồi. Bản năng của nó thay đổi đâu? Bản năng của nó mà thay đổi phù hợp với xã hội loài người thì sinh ra cái sự khác nhau, cái khoảng cách làm gì nữa? Con người muốn con chó ôm vào lòng, con chó nó cũng muốn ôm vào lòng, thì chả có gì khác nhau cả. Đúng không? Số 2 là gì ạ? Những hành động mà con chó muốn làm thì sao ạ? Hầu như trong xã hội loài người hiện nay không còn cần thiết nữa. Ơ, có vẻ đúng. Đúng rồi. Đây là lý do sinh ra cái sự khác nhau này, sinh ra cái khoảng cách này đúng không ạ? Số 3 là gì ạ? Những cái hành động mà con chó cảm thấy vui thì những người nuôi họ không hiểu. Không hiểu là con chó khi nào thấy vui, khi nào thấy buồn, không phải. Không có nói tí nào, đúng không ạ? Đây này, câu số 1 thậm chí nó sai, bởi vì sao ạ? Hầu như những cái này đều có trong bài. Nhưng các bạn dịch lên nó sai hoàn toàn. Thậm chí cái từ henka này không có trong bài. Số 4 là gì ạ? Những cái hành động mà người nuôi muốn con chó làm thì hầu như là con chó không làm được. Đấy, kinai có tổ cả ôi, hầu như con chó không làm được, không phải.
Vậy 2 là đáp án chính xác chưa? Đúng không? Các bạn nhá. Rồi, giờ chúng ta đến N1 xem nào. Đề tháng 7 năm 2018 này. Ok chưa? Rồi, nhiều bạn đã trả lời rồi ạ. Bạn Hiếu chọn 3, bạn Hồng Hải chọn 3 này. Câu hỏi này, Hajirai to yorokobi no hyōjō wa dono ten de chigau ka? Cái biểu hiện khi vui và khi e thẹn khác nhau như thế nào? Nhưng mà bạn em không biết từ Hajirai là gì, không biết từ e thẹn là gì, không sao. Không sao. Chúng ta coi như đây là một cái gì đấy, đúng không? Một cái biểu hiện gì đấy, một cảm xúc gì đấy, đúng không? Nó và niềm vui có cảm xúc biểu hiện khác nhau như thế nào? Nào. Vậy chúng ta phải xem hai cái câu mà so sánh biểu hiện hai cái hành động này nó nằm ở đâu, đúng không? Nó nằm ở đâu? Thì chúng ta nhìn này. Thì keyword nó là gì? Đơn giản thôi. Keyword nó chính là yorokobi, nó chính là hajirai, nó chính là hyojo, đây còn gì nữa. Và chúng ta thấy nó nằm ở đâu? Trước khi nó nằm ở đâu nhá. Buổi trước mình có nói là gì ạ? Cái từ tsumari là từ rất là quan trọng. Vì đằng sau tsumari nó là cái câu tổng hợp. Tức là đoạn trên nếu chúng ta đọc có không hiểu lắm hay chăng nữa, có từ khó hay chăng nữa, thì chỉ cần đọc lại cái phần tsumari là được. Thì ở đây có từ tsunawachi này này, cũng là một từ gần như vậy. Tsunawachi là tức là, nói một cách khác là đấy, tức là trên này dù chúng ta đọc không hiểu thì gần như ở dưới nó tổng hợp lại, nó sẽ nói lại một lần nữa. Thì thậm chí này, chú ý, phần dưới này là phần chú ý, có từ tsunawachi là phần chú ý. Hơn nữa, phần này nó có gì ạ? Hyōjō toshite mieru và yorokobi no hyōjō to handan sareru. Đó. Vậy nó sẽ có luôn cả cái phần keyword của chúng ta cần tìm kiếm, đúng không ạ? Như thế nào thì trông sẽ đây, trông sẽ như đang e thẹn, và như thế nào thì sẽ bị đánh giá là gì ạ? À, đang vui. Nó có luôn rồi, chúng ta xem thôi. Nói cách khác là gì ạ? Trông sẽ như đang e thẹn nếu trước khi nụ cười hồ hôi mỉa, nụ cười mỉm nhé, trước khi nụ cười đạt đến cực đại khoảng 1 giây, cái mắt của chúng ta ấy bị cụp xuống thì sẽ trông như e thẹn. Đó. Có một vài từ mới nếu bạn không biết, đúng không ạ? Fuseru là quỳ xuống hoặc là kiểu cụp xuống, gằm xuống, đúng không? Shisen là ánh nhìn, mọi người đều biết rồi. Piku là cực đại, đỉnh cao nhất. Hồ hôi, nụ cười là cực đại, là cười đến mức cao nhất, đúng không? Đây, thì đây là piku, đúng không? Hồ hôi mi no piku, đúng không? Và quan trọng đây là gì? Trước. Đó. Nếu cái góc nhìn, cái ánh nhìn nó bị cụp xuống trước khi cười cực đại thì đây là e thẹn. Ngược lại, sao ạ? Không phải là mai mà là chokugo ni, shita chokugo ni. Sau khi nụ cười đạt cực đại mà mắt mới cụp xuống thì đó là niềm vui. Ok chưa? Vậy nghĩ lại xem, khác nhau là gì ạ? Khác nhau là cái việc ánh mắt nó cụp xuống này trước hay sau khi cười cực đại, đúng không? Thế thôi. Thế thì nó là đáp án mấy? Hohoemi ga piku ni tatsuru made no jikan ga hayai ka osoi ka? Cái thời gian đạt đến khi cười hết mức nhanh hay chậm? Từ lúc bắt đầu cười đến lúc cười cực đại, nhanh hay chậm? Không liên quan. Không có nói. Số 2 là gì? Cái cử chỉ vận động của cái ánh mắt nhìn ngay trước khi cười là ở trên hay ở dưới? Có nói không? Không nói là ở trên hay ở dưới. Mà kiểu gì nó cũng sẽ gằm xuống, đúng không? Số 3 là gì? Cái việc cúi gằm xuống. Cúi là gì, gọi là gì ạ? Nhìn gục xuống, đúng không ạ? Là trước hay là sau khi gì? Khi cười hết cỡ. Trước hay sau khi cười hết cỡ, đúng quá rồi. Câu chuyện là trước hay sau, đúng không? Số 4 là gì ạ? Cái thời gian cúi gằm xuống, cái thời gian nhìn chằm xuống, dài hay ngắn? Không nói, không liên quan. Vậy nó là đáp án số 3 thôi, đúng không ạ? Thì để làm đúng bài này hay không thì nó vẫn là gì ạ? Đấy là câu chuyện mình nói đầu bài đấy. Cái phần quan trọng chúng ta đọc có kỹ hay không?
Mặc dù nói thế này thôi khi các bạn vào phòng thi đúng không ạ? Cái câu dài thế này các bạn không biết dịch từ đâu, không biết hiểu ý, đúng không ạ? Hay là các bạn bị loạn, các bạn bị loạn đúng không? Chúng ta phân tích cái khung xương của nó. Khung xương của nó là gì ạ? Tóm lại, như thế này thì trông sẽ như là biểu hiện của việc e thẹn. Còn nếu như thế nào đó thì là sẽ là biểu hiện được đánh giá đúng không? Được đánh giá, được cho là biểu hiện của niềm vui. Ok chưa? Các bạn có thắc mắc gì không ạ? Lụng lúa câu này rồi đúng không ạ? Và hy vọng là đi thi nó sẽ cố nói ra những câu này để chúng ta có thể kiếm điểm nha. Lụng lúa nhưng mà nó sẽ chỉ tầm tầm thế này thôi đúng không? Những cái câu mà kiểu như thế này, kiểu như thế này thì nó sẽ chỉ tầm thế này thôi. Ok chưa? Đây tháng 7 năm 2018 là một. Ở trên thì người ta nói là cái nhà tâm lý học Asendorov thì sau khi ông ấy phân tích rất là nhiều những cái biểu hiện của niềm vui và e thẹn thì ông ấy skitomeru, tức là ông ấy làm rõ ra ông ấy có kết luận là gì. Cái chìa khóa, tức là cái sự khác nhau căn bản giữa e thẹn và niềm vui là ở sự lệch nhau giữa cái khoảng thời gian rất ngắn khi cái góc nhìn của mình ấy cúi xuống trước khi mình cười cực đại, mình cười cực độ. Ok chưa? Tưởng tượng, thử xem. Ở cuối người ta bảo là thử nhìn vào gương làm thử xem đúng không? Nếu mà e thẹn tức là gì? E thẹn, các bạn thử làm xem nào, xem các bạn thì thực sự hiểu bài này không? E thẹn tức là trước khi cười cực đại, ánh mắt sẽ trùng xuống. Tức là thế này, đang nhìn đúng không? Trùng xuống rồi thì mới cười này đúng không? Còn nếu mà niềm vui thật thì sao? Cười như này rồi thì mới, thì mắt mới trùng xuống kiểu như vậy. Ok, đấy, bài rất là thú vị. Ok, và buổi hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hôm sau chúng ta sẽ học về một buổi về các phần bài so sánh và một buổi sẽ về chiến lược làm bài chô bưng đoạn văn dài trong GPT. Hãy hy vọng gặp lại các bạn ở những buổi tối lần sau. Bye bye.